Xin chào các bạn. Trong chuyên mục Sách hay mỗi tuần của Thư viện tỉnh Hà Giang hôm nay, sẽ giới thiệu cùng các bạn cuốn truyện tranh lịch sử Phạm Ngũ Lão, sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2021. Xin mời các bạn lắng nghe. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255 tại làng Phú Ủng, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Gia cảnh nghèo khó, cha chẳng may mất sớm, người mẹ Tảo Tần đã nuôi ông khôn lớn từng ngày. Càng lớn, chàng trai nghèo càng tỏ rõ chí khí phi thường. Có lần, làng tổ chức khao vọng một ông tiến sĩ, cả làng đều kéo đến mừng. Thấy con không đến, người mẹ thấy làm lạ, mới hỏi con, cho rõ căn cơ. Phạm Ngũ Lão đáp, thưa mẹ, chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ cho đất nước mà con chưa lập được bằng người. Giờ con mừng người ta, con thấy hổ thẹn lắm. Ngũ Lão thường theo các trai tráng trong làng luyện tập côn quyền. Vốn nhanh nhẹn và chăm chỉ rèn luyện, chẳng mấy chốc, Ngũ Lão đã trở thành người giỏi nhất trong đám đinh tráng ở làng. Nhà nghèo khó, không có tiền mua sách, Ngũ Lão tìm đến các bậc lão nho trong làng để mượn sách về tự học. Các lão nho ấy, quý nét ham học của anh nên thường giữ lại để trò chuyện và chỉ bảo rất tận tình. Thương mẹ già ngày một đau yếu, Ngũ Lão đã làm đủ mọi việc để kiếm kế sinh nhai. Nhà ở sát đường, nên anh vẫn thường ngồi bên vệ đường, cạnh nhà để vót nan, đan sọt đem bán. Cùng thời gian đó, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa quân đi tập trận qua làng Phú Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi, tiếng thét tránh đường vang lên ồn á, nhưng Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đan sọt bên đường như không hề biết. Một người lính bực tức, lấy giáo đâm vào đùi nhưng ông không phản ứng gì. Nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì thì tướng Nguyễn Chế Nghĩa tiến lại trước mặt ông, cúi đầu thưa rõ sự việc. Trần Hưng Đạo thấy lạ liền đến trước mặt chàng trai. Thấy người này ước chừng 20 tuổi, đầu trần, áo rách, khuôn mặt khôi ngô, một bên đùi bị giáo đâm chảy máu, nhưng vẫn ngồi đan sọt. Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi, ngươi quê ở đâu, bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế. Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy vị tướng dáng uy nghi nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền kính cẩn thưa, thưa đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phú Ủng, châu Thượng Hồng. Nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết có quân của đức ông qua đây, xin đức ông xá tội. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão đường hoàng, Trần Hưng Đạo sai người lấy thuốc, đắp vết thương cho ông rồi dò hỏi xem có quan tâm đến việc quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt không. Phạm Ngũ Lão thưa, thần tuy ở nơi thôn giã song cũng biết giặc Nguyên Mông lăm lè tiến vào nên đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ, chờ thời cơ đầu quân. Hưng Đạo Vương nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách liền hỏi sách gì, Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Rồi Hưng Đạo Vương lại hỏi về binh thư, không ngờ ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, binh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Nghe xong, Hưng Đạo Vương mừng rỡ nói, ngươi có chí lớn, ta rất mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn ngươi về vạn kiếp giúp ta huấn luyện quân lính, ngươi thấy thế nào? Phạm Ngũ Lão cúi đầu thưa, bẩm, đó cũng là sở nguyện bấy lâu nay của kẻ áo vải này. Hưng Đạo Vương gật gù, đưa ông về kinh và thu nạp làm gia tướng. Hưng Đạo Vương có người con gái vô cùng xinh đẹp, tên là Anh Nguyên quận chúa. Quận chúa giỏi cung, kiếm, lại thạo tiếng của người Mông Thác. Vương thường bảo với mọi người, Anh Nguyên là bậc tài nữ xưa nay hiếm, người thường tất không thể nào xứng đôi, phải lứa với nàng. Thấy Ngũ Lão có chí khí hơn người, Hưng Đạo Vương mới đem gả con gái cho anh. Ngày ngày, Hưng Đạo Vương dốc tâm sức truyền dạy binh thư, võ nghệ cho con rể. Nhìn viên tướng trẻ ngày một trưởng thành, Hưng Đạo Vương rất đỗi vui mừng. Ngũ Lão không màng đến tư lợi, tính tình lại điềm đạm. Người làm tướng như vậy, về sau tấn công hay phòng thủ, đều có thể trông cậy được. Ít lâu sau, Hưng Đạo Vương tấu xin với vua Trần, tiến cử Phạm Ngũ Lão, làm điện tiền chỉ huy sứ. Vua nghe danh Ngũ Lão từ trước, lại tin tưởng con mắt nhìn người của Hưng Đạo Vương, nên chuẩn ý ngay. Nhưng trong đám quân cấm vệ lúc bấy giờ, có nhiều người tỏ ý không phục, họ nói, một kẻ xuất thân hàn vi áo vải, lại chưa từng lập chiến tích ngoài sa trường, nguyên cớ gì lại được chỉ huy anh em ta. Họ xin vua Trần cho tỉ thí. Nhà vua chấp thuận và cho hai bên mấy tháng để chuẩn bị. Phạm Ngũ Lão xin phép trở lại quê nhà. Ngày ngày, anh ra đồng tập cưỡi ngựa, phóng lao, ném giáo anh còn cho đầy cát vào hai ống quần, rồi ra cái gò cao ở đầu làng tập nhảy. Anh chăm chỉ luyện tập đến nỗi cái gò ấy sạc cả một góc. Hết hạn nghỉ, Ngũ Lão đúng hẹn trở về chiều. Sân võ đường hôm ấy đông nghịch người xem. Năm sáu lính của cấm vệ quân quay xung quanh anh và lần lượt tung ra những đòn hiểm hóc.
Phạm Ngũ Lão di chuyển nhanh thoăn thoắt, khiến cho đám lính không tài nào đánh trúng. Khi đám lính đã thấm mệt, Ngũ Lão mới nhẹ vung một đường quyền, lanh lẹ, dứt khoát. Đám lính nhất loạt bị dính đòn, ngã lăn ra đất. Lúc này tất cả mọi người mới chấp tay chịu phục. Từ đó, lính cấm vệ quân trong triều đều một lòng kính trọng và tuân mệnh vị chủ tướng trẻ tuổi này. Lúc này, quân Mông Nguyên đang ngấp nghé ngoài bờ cõi. Phạm Ngũ Lão càng ra sức luyện binh, vỗ về các tướng sĩ. Vị chủ tướng tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã biết rèn binh có kỷ luật, lại đối đãi với binh lính thân tình, như những người trong nhà, khiến trên, dưới đều nể phục. Tương truyền, sau giờ luyện quân, Phạm Ngũ Lão thường chia quân thành hai đội. Ở giữa, ông cho đào một cáo hố, rồi đặt quả cầu ra. Trong quả cầu, ông lại cho nhét vào đó 100 đồng để làm giải thưởng. Khi chiên trống nổi lên, hai phe xông vào vật cầu và tìm cách ném quả cầu ra vào cái hố của phe đối phương. Đội nào ném được nhiều lượt sẽ giành phần thắng. Năm 1284, Hưng Đạo Vương cắt cử những tướng giỏi nhất lên trấn giữ vùng biên ải. Phạm Ngũ Lão được giao trọng trách bố trí quân phòng vệ ở vùng Đông Bắc. Đây là hướng tấn công chính của quân Thoát Hoan. Thoát Hoan là một vị tướng giỏi của đội quân Nguyên Mông. Sau khi trận đánh quyết liệt ở các cửa ải Đồi Bằng, Chi Lăng, ông theo kế sách của Hưng Đạo Vương rút quân an toàn về Vạn Kiếp. Quân Nguyên đang thế thượng phong, thừa thắng, đánh xuống như trẻ tre. Ở phía nam, đạo quân của Toa Đô từ Diêm Thành đánh ra phía bắc. Lúc ấy, Phạm Ngũ Lão lại lĩnh ấn tiên phong trong đội quân của Chiêu Minh Vương, Trần Quang Khải vào Thanh Hóa. Ông cùng Trần Quang Khải chặn đứng đội quân này, không cho đội quân của Toa Đô hội quân cùng với quân của Thoát Hoan phía bắc. Thời cơ phản công đã tới, sau chiến thắng ở Hàm Tử, đập tan đội hải thuyền của nguyên soái Toa Đô, Hưng Đạo Vương quyết định tập kích Trương Dương. Phạm Ngũ Lão dẫn đầu đoàn thuyền nhẹ xông thẳng vào hạm thuyền của quân Nguyên. Đoàn thuyền cảm tử áp sát các thuyền giặc, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả biển lửa trùm lên toàn bộ đội hình thuyền giặc. Với khí thế hừng hực, Phạm Ngũ Lão cùng với các dũng sĩ xông lên. Trong phút chốc, toàn bộ các hạm thuyền, quân lính của giặc ở Trương Dương đã tàn tành, chỉ còn một mình tướng A Thích là trốn thoát được về hướng Thăng Long. Thoát Hoan bỏ kinh thành Thăng Long tháo chạy. Phạm Ngũ Lão được lệnh dẫn quân mai phục ở ải Nội Bằng để chặn đánh tàn quân của Thoát Hoan. Đội quân do Phạm Ngũ Lão vô cùng thiện chiến, đánh đâu thắng đó, danh tiếng vang dội khắp một cõi giang sơn Đại Việt. Và trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, 1287-1288, một lần nữa, Phạm Ngũ Lão lại được nhận lệnh chặn đường rút lui của nguyên soái Thoát Hoan và giành được nhiều thắng lợi. Rồi trong những năm sau này, Phạm Ngũ Lão đã nhiều lần cất quân chinh phạt đất Ai Lao, Chiêm Thành. Vua Trần đặc biệt yêu ái vị dũng tướng này và ban cho ông phủ đệ ngay trong vườn cau ở kinh thành để tiện bề gặp mặt. Khi ông mất, vua Trần Minh Tông thương tiếc cho bãi triều 5 ngày để tưởng nhớ bậc lương đống của triều đình. Đây là một ân điển đặc biệt thời bấy giờ, ngay cả các vương hầu nhà Trần cũng ít người được hưởng. Còn tại quê nhà, dân làng Phú Ủng đã dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông để tưởng nhớ vị danh tướng tài đức mà cho đến ngày nay Sử Việt vẫn còn lưu danh.